Đây, em bên ngoài là em trống, các bác nhìn thấy chưa? Trống là có cái vách cườm ở cổ này. Đấy, cái vành màu đỏ của nó sẽ dày hơn. Và nếu như nhìn ở thẳng đầu này là cái độ nồi mắt nó sẽ nồi nhiều hơn. Và cái đầu của nó là đầu hình trái chám. Đấy, đầu trái chám. Đấy. Còn nếu mà các bác để ý là con mái này, thấy chưa? Con mái là đầu nó tròn hơn. Từ cái phần mỏ này đến cái phần từ cái phần mỏ đi đến đỉnh đầu nó hơi vòm lên, và cái cườm của nó là nó thưa hơn đó. Đấy, thì đôi này con mái em đeo cho nó cái vòng màu trắng đánh dấu rồi đấy anh em nhé. Đôi này đẻ bói rồi anh em nhé. Đấy, chia bớt cho anh em một đôi lòng đẻ bói. Đó. Đó. Đấy. Chim thổ phấn hồng đó. Dòng này là dòng nó có huỳnh cườm nha anh em nhé, và em nuôi rất là thuần người đấy, các bác nhìn này đó. Cực kỳ thuần luôn. Chim là khi chúng ta đưa điện thoại đến nó cứ giơ cánh đứng không này đấy, nó không bay. Đấy là thể hiện là con chim rất là thuần đó. Đấy, một đôi nhá, một đôi đấy, dòng này là vào đôi rồi, tối ngủ trụm đầu rồi, ban ngày bắt chế bắt giận đẻ rớt trứng rồi, đẻ bói rồi đó. Thì đôi này em để cho anh em là 1,3 triệu đó, 1,3 triệu. Clip 11 11C đó, 1,3 triệu đấy. Chim trưởng thành rồi anh em nhá, chim trưởng thành rồi đó. Con mái đây, con mái này thì đầu nó thấp hơn, con đực thì nghe vẻ nó hầm hố hơn đó, đực thì dữ dằn hầm hố hơn đó. Rất là lì lợm luôn. Mà thôi, khuyến mại cho anh em một tí nhỉ, sắp Tết rồi, để cho anh em đúng 1 triệu nhá, clip 11C ngắn gọn vậy thôi, không quảng cáo nhiều. Anh em nào xem kênh, anh em nào giờ phút này hơn 10 giờ đêm rồi, anh em nào mà nhanh tay thì chốt, coi như là em cắt luôn mỏ 300 kia. Clip 11C, chim cu bố mẹ đẻ bói rồi. Số đây, anh em gọi và anh em kết nối. Đấy, ngắn gọn vậy thôi. Anh em nào xem kênh, anh em nào thường xuyên xem thì thường xuyên phục, thì luôn luôn có những cái điều bất ngờ trên kênh Chim Cu Quáy Hay. Để cho anh em thay vì 1,3 triệu để đúng 1 triệu nhá. Đúng đôi này thôi. Chấm hết từ giờ, không có chim bói nữa.